Thưa quý vị, giá vàng thế giới tăng phi mã tác động không nhỏ đến giá vàng trong nước. Thanh khoản thị trường chứng khoán thấp phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư cá nhân. Các chuyên gia cho rằng Nghị định 08 sẽ góp phần làm giảm nhiệt thị trường trái phiếu hiện nay. Quý vị đang theo dõi Nhịp sống Kinh tế và ngay sau đây là các tin tức thị trường. Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn đang giảm mạnh trên thị trường khiến giá lợn hơi liên tục sụt giảm, làm người chăn nuôi thua lỗ. Giá lợn hơi hiện ở mức 55.000 đồng một kg. Tại khu vực phía Nam, giá thịt lợn cũng giảm khoảng 1.000 đồng một kg, xuống còn khoảng 52-53.000 đồng một kg. Tuy nhiên, theo người chăn nuôi, giá mua thực tế của các thương lái tại chuồng thấp hơn nhiều so với giá công bố trên, dao động từ khoảng 47.000 đến 49.000 đồng một kg. Với mức giá này, người chăn nuôi gần như không có lời. Các doanh nghiệp, chủ trang trại chăn nuôi cho rằng giá sản phẩm hiện đang thấp hơn giá thành sản xuất. Theo số liệu của Sở Công Thương Đồng Nai, hiện lượng lợn thịt tiêu thụ trên thị trường đang giảm khoảng 50%. Việc đăng ký xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang Trung Quốc đang được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống thương mại một cửa. Tuy nhiên, nhiều khó khăn khiến doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản bị ách tắc ở ngay bước đăng ký. Thời gian gần đây, khi đăng ký thủ tục hải quan điện tử cho các lô hàng xuất khẩu, doanh nghiệp liên tiếp bị phân luồng đỏ. Vì đặc thù hàng tươi sống, khi các lô hàng bị phân luồng đỏ sẽ dẫn tới việc kéo dài thời gian thông quan, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cũng như uy tín với khách hàng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp phản ánh việc xử lý phê duyệt hồ sơ đăng ký và phê duyệt hồ sơ đăng ký bổ sung cơ sở bao gói thủy sản sống của phía Trung Quốc thường chậm. Phía Trung Quốc cũng chậm phản hồi đối với hồ sơ đăng ký bổ sung sản phẩm của Việt Nam. Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trước thông tin về vụ phá sản của ngân hàng SVB Hoa Kỳ và tác động không nhỏ tới giá vàng trong nước. Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 37,2 đô la Mỹ một ounce, tương đương tăng hơn 2%, chốt ở 1.869,1 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này tương đương 53,7 triệu đồng một lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Giá vàng tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tỷ giá đồng đô la Mỹ sụt giảm sau vụ đổ vỡ quy mô lớn của ngân hàng SVB. Tại thị trường trong nước, giá vàng liên tục biến động trái chiều trước thông tin về giá vàng thế giới, giao dịch quanh mốc 66,8 triệu đồng một lượng. Hiện nay, nhiều dịch vụ cầm đồ hoạt động với lãi suất ẩn dưới các loại phí lên đến 100% một năm, tức gấp 5 lần chuẩn cho vay nặng lãi theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Theo quy định tại khoản 1, điều 468 về lãi suất, Bộ Luật Dân sự năm 2015, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá 20% thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Tuy nhiên, một số chuỗi cầm đồ lãi trên hợp đồng chỉ 1,4 đến 1,6% một tháng, tương đương 16,8 đến 19,2% một năm, nhưng lãi thực trả cao hơn nhiều vì gánh thêm hàng loạt phí như phí thẩm định, phí quản lý tài sản cầm cố, phí bảo hiểm và cả phí ký gửi. Từ đó tính ra lãi suất thực dao động từ 5,65 đến 7,5% một tháng, tức tương đương 67,8 đến 90% một năm. Nếu cả khoản phí trông giữ tài sản thì mức lãi lên đến 100% một năm, gấp 5 lần ngưỡng quy định cho vay nặng lãi. Phục hồi thị trường lao động sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, bảo đảm việc làm và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp là mục tiêu của ngành lao động, thương binh và xã hội. Hết năm 2022, tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị đã giảm còn gần 2,8% tổng lực lượng lao động trong độ tuổi. Với chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong 3 năm 2020-2022, ngân sách nhà nước đã giải ngân hơn 104.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 68,4 triệu lượt người lao động và hơn 1,4 triệu lượt doanh nghiệp. Cũng trong năm 2022, gần 1,2 triệu người có công với cách mạng được chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách với tổng kinh phí trên 29.000 tỷ đồng, bảo đảm trợ cấp thường xuyên cho trên 3,3 triệu người thuộc diện bảo trợ xã hội với tổng kinh phí khoảng 28.000 tỷ đồng. Theo mục tiêu của chính phủ, tới năm 2025, cả nước sẽ cần có 156 dự án nhà ở xã hội tạo ra 156,7 nghìn căn hộ. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho biết, cả nước mới chỉ đạt khoảng 10% mục tiêu đề ra vào đầu năm 2023. Mới đây, Nam Long Group thông báo sẽ giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm nhà ở xã hội Eco Home S Cần Thơ giá 620 triệu đồng một căn, đã bao gồm thuế VAT. Thông tin này gây chú ý khi suốt thời gian qua, thị trường bất động sản không có sản phẩm nhà ở xã hội hay bất động sản giá vừa túi tiền chào bán. Những căn hộ giá trên dưới 1 tỷ đồng một căn gần như không còn. Các doanh nghiệp như Becamex, Himlam, Masterise Group, Hưng Thịnh cũng cam kết xây nhà ở xã hội. Nếu chính phủ quyết tâm đẩy mạnh nhà ở xã hội, phân khúc này có thể trở thành điểm sáng trong năm 2023.
Với mức giá trung bình của loại hình nhà mặt phố tại Hà Nội khoảng 22,8 tỷ đồng, người dân Hà Nội sẽ mất khoảng 169 năm để mua được một căn với thu nhập dao động hơn 11 triệu đồng một tháng. Thu nhập trung bình của người dân Hà Nội theo thống kê của Cục Thống kê là 135 triệu đồng một năm. Với mức thu nhập này, tính toán dựa trên mặt bằng bình quân giá giao bán các loại hình nhà ở tại Hà Nội, trang bất động sản.com.vn cho rằng số năm người dân cần tích lũy mua một căn nhà phố là 169 năm. Trong khi đó, người dân Hà Nội mất 132 năm làm việc để mua căn biệt thự trị giá 17,8 tỷ đồng. Muốn sở hữu căn nhà riêng với tầm giá 6,8 tỷ đồng, người dân Hà Nội cần 47 năm. Trong khi đó, để sở hữu căn chung cư trị giá 3,1 tỷ đồng, người dân sẽ phải mất 23 năm. Thị trường từ đầu năm qua nhiều nhịp giảm mạnh rồi hồi phục, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn không định chuyển tiền từ tiết kiệm trở lại chứng khoán. Sàn HOSE nửa tháng qua chỉ có một phiên ghi nhận giá giao dịch trên 10.000 tỷ đồng, trong khi số phiên dưới 7.000 tỷ đồng chưa bằng 20% những phiên cao điểm của năm ngoái, ngày càng nhiều. Tại nhiều phiên, mã tăng áp đảo mã giảm, nhưng lượng tiền sang tay chưa đến 6.500 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2020. Không chỉ kém hấp dẫn với nhà đầu tư hiện hữu, thị trường chứng khoán còn đang mất dần sức hút với những nhà đầu tư mới. Điều này được phản ánh qua số lượng mở mới tài khoản trong tháng 2 chưa đến 64.000, trong khi tháng cao nhất của năm ngoái là hơn 476.000 tài khoản. Việc ban hành Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp được thị trường, nhà đầu tư và doanh nghiệp mong đợi. Các chuyên gia cho rằng Nghị định 08 sẽ góp phần làm giảm nhiệt thị trường trái phiếu hiện nay. Nghị định 08 sẽ tạo hành lang cơ sở pháp lý cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu đàm phán với các trái chủ để giãn, hoãn nợ trái phiếu đáo hạn, giảm áp lực trả nợ lượng trái phiếu đáo hạn với điểm rơi cao điểm vào năm 2023 là khoảng 120.000 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp bất động sản và năm 2024 khoảng 110.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp bất động sản. Nghị định tạo cơ sở pháp lý bảo đảm việc thực hiện đàm phán đổi trái phiếu lấy tài sản một cách rõ ràng, nhất quán. Việc cho phép giãn tiến độ đến hết năm 2023 là cần thiết trong bối cảnh thị trường khó khăn, niềm tin giảm, thanh khoản giảm, qua đó góp phần giảm nhiệt cho thị trường trái phiếu. Thông tin vừa rồi cũng khép lại Nhịp sống Kinh tế hôm nay. Chương trình phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 trên Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.